chè chưa có đầy ra mà khách chờ rất là đông luôn này cả nhà. Ê, hôm nay là bán chè bà ba cho nên là khách rất là đông. À, mọi người coi khách ngồi chờ nè, chè chưa có ra đó nha mà khách ngồi chờ cả dãy luôn. Đó, em Tài đẩy xe chè bà ba ra rồi nè cả nhà, chè bà ba và bánh chuối. Hôm nay ai cũng vui hết, chờ đông vui. Đó. Quay YouTube à? Dạ đúng rồi. Đất cốt vừa mới nấu nóng hồi luôn. Ôi em thấy đây quay hoài luôn á, lên mạng hoài luôn á. À đông đông khách ghê ha. Chưa có ra mà. Nó vậy á hả? Trời ơi. Có khách nói ăn từ nhỏ xíu đến giờ luôn á. Đó, chè ra cái là khách đông nghe. Nửa tháng rồi mới bán đó cả nhà. Mà mọi người để coi nha, bây giờ là 7:30. 7:30 là chè ra, bán đến 8:30 là hết cho mọi người. Bán rất là nhanh luôn. Ôi, bán nhỏ. Cho to vô. Gió quá trời. Bây giờ chính chưa có ra đâu mà khách đông dữ rồi đó. 10 qua đứng bán á. Múc mười mấy ly đi. Đúc nè, cho em bé nè. Cái bánh đúc nó thơm lá dứa ghê luôn á. Có 145 chưa? Có nhiều. 145 mở ly nữa. Tại cho hết 10.000 cho bà mở. Rồi, tiếp con bán với 1 đĩa. Nè, 5.000 nè. 150. Xong rồi 10. Uống lấy đi. Uống 4 ly đi rồi. Bà với mấy bà ba một bánh bò. Chuối. Chuối nãy giờ. Một chuối một bà ba ở đây. Ly dĩa kia nó nóng sỉ đó. Đúng rồi. Hai hai cái bà ba. Ăn đây có mồi. Lấy chuối nữa. Chuối bà ba. Ăn. Vậy nè. 10.000. Tay với chuối nữa hả? Đẹp. Xây quanh sau đi. Con bé đằng sau. Uống ly đi. Chuối bà ba với dĩa chuối nè. Cho em. Em ly đi chị. Một dĩa đặc sản của chú Hà cái mè nha chị. Đây một dĩa chuối dưới đây nữa nè. Không ai mới chạy về lại như vậy. Chuối quá à. Đây đã. Không. Chuối nữa, có bánh chuối, bánh bò, chuối bánh đúc à. Dĩa chuối như này bà ba. Một dĩa chuối, một dĩa thập cẩm. Uống bánh bò, bánh đúc. Uống đi mọi ơi, con đi về mọi ơi. Trời ơi, chào đất ơi, chị ta còn lại chứ thì. Dĩa chuối xong quá má. Một ly nhãn nhục không? Không, một bánh chuối, một con dĩa đầy đủ. Một chén bà ba nữa, một ly gì anh ta? Nhãn nhục không? Con một bánh
nút đi. Ba ly đây kìa, 4 ly. 4 ly. Bạn chụp chị. Mời cho con 2 cái bà ba về thì mời. Tiếng là xong đó. Uống 4 ly chưa? Hiếu 2 ly đó. Hiếu 2 ly. Đó tới vậy. Họ 4 ly. Đó. Quá ai cả. 4 ly với lại đi số lượng. Bà ba. Em đi bà ba cho con nữa, bà ba cho con. Bà ba. Đi qua đi bà ba đây nè. Cái món chèo ba này lâu lâu mới bán cả nhà. Hôm nay là khách đông lắm. Ngày nào mà thông báo bán chèo ba là khách đông dữ lắm. Với chè ba nước. À, có ai cùng mê á. Mà bán cực kỳ nhanh luôn nha. Một ly bà ba với ly chuối cho em đi chị. Dạ quay chứ đã. Mở 4 ly cho con đi mọi con đi về mọi ơi. Một dĩa thập cẩm với một cái bà ba. Một dĩa chuối luôn. Một ly chuối. Hai ly phải không chị? Hai ly bà ba, một ly bánh bò. Còn bên đây ba ly chuối nữa nè mọi người. Làm tuyệt luôn á. Mười bà ba cả. Bây giờ ở đây từ sớm đến giờ đó chị. Rồi có liền. Mười bà ba rồi. Một dĩa thập cẩm với một cái bà ba đây. Còn dễ trúng luôn hả? Bò nó trả tiền nhóc rồi. Bò nhà lâu nha. Vô đây mới được. Bánh bò đi. Bánh bò. Nè, con mời 4 ly với ly bánh chuối với chén đó nè, hỏi tiền. Con dễ thập cẩm, một dễ chuối, một chén bà ba. Nè, hỏi tiền ra đây 4 ly. 4 ly gì bánh chuối với chén. Tại vì bà kệ đó nhiều hả tiền. Một dĩa thập cẩm 155 ngàn. Thôi. Dĩa bánh chuối 1 chén 33 đi bà. Không có 5 ngàn hả? Lấy đưa tao 20 cái đưa 5 ngàn. Để làm cho thôi. Còn 2 ly chuối nữa. Em muốn lấy hàng nha chị. Còn 2 ly chuối vô ly chè 33. Mua về hay là ăn đây chị? Dĩa chuối phải không? Lấy chuối nè. 33 chuối nữa. 33 chuối nữa. Bà chính gia kìa. Bà chính gia kìa. Bà chính gia kìa. Chính gia là có hai ly chuối đi. Dạ má ơi. Rồi bả ra. Dạ ăn cao chén. Rồi 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 có liền cho liền. Đây chuối liền. Dạ trả tiền rồi đó. Rồi đã nè. Á bà chính gia với má đi chợ về á. Dạ đúng rồi. Thớ gì vậy? Thớ gì? Ở đây 2 ly chuối. Mời đi bà ba cho bà ba. Chính là bà ba ly đậu đỏ với lại 2 bình 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 bình. Rồi thơ nói thơ lắm đó đi. Rồi sao bà bả 6 rồi hả? Bà bả mười mấy ly rồi. Chợ tháo giùm con giùm lý bác. Đứng ra hoài à. Cái lá không à. Dạ bà ba nó chú gì đó bà ba lại kè nè. Ai theo lên chân vậy? Của em 2 ly nè. Thêm 1 ly chuối nữa thôi. Rồi. Ly của chị, của em gái nè. Được. Ít quá. Lấy đi. Đó là nó lấy cái đó. Lấy con một ly chuối thôi. Tháo rồi đó. Cũng thấy hai em
múc hũ quả thôi. Trời ơi bà ba, tôi múc đâu có được. Đây con, đây con gì hả? Ăn gì vậy con? Con muốn đi nãy. Bỏ cho bà ba chậm quá. Ba đang múc không con? 200 với bọn con là ba một diễm chúa ở đây. Kiếm mà ba diễm chúa hả con? Ăn đây đem về con. Lấy ly lên mời. Dẹp cái đống kìa đi con, bỏ đồ lên nha. Cái nhỏ hả? Đâu đỏ nha. Con 200 bột xin xa nhân nhục qua đây lấy con cái thẻ 10. Rồi kéo bạn ra 10 ơi. Anh ơi. Nè đậu đỏ luôn nè. Kéo bạn đi nữa. Có lấy cái đi. Anh mong thấy ta đi. Bỏ vô đi. Đi có gì. 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 Ba ly đỏ thôi. Mười ly. Đây nó có cây mơ con, bữa nay về là bà ba. Cho chị này ly bà ba, cho chị này về nè. Nhỏ. Có băng đăng lên đó con trai. Cái bóp chín chè chín cá con. Đây nè con qua đây, con ơi anh gói cho ba con là để nó lộn nè. Con qua cái gì đi. Kéo một dĩa 20 chục được không? Được, 20 chục trái chiếc kìa đó rồi. Trái ơi, để đến hồi nè con. Lấy một bầy chuối. Sao con rồi con? Lấy con bầy chuối bà ba. Bầy chuối bầy bà ba. Còn thiếu 7 tháng ly gì đó. Cho tao thêm tại rồi bao nhiêu? Cho anh cái mũ 55 nha. Bé nó lên con á, 5 ly á. Còn không? Đúc thêm gái thôi. À, bé nó gối, bé hả? Cho con thêm 3 ly này nữa đi. 15 ly tổng cộng. Của con 5 ly tất cả hả? 5 ly sao mày? Đây sau lưng con kìa. Của anh 2 ly rõ đúng không? 2 ly rõ mày ơi. Đây, cô ơi. Sao biết? Rồi rồi rồi. Rồi rồi. 2 ly rõ, ta chung. Rồi đây đây, chị đang nói cho con nè. 100 mỗi lượng, 1 cỡ rõ với bé này nè, còn như của bé này nè. Con qua đây ba, em lấy có cho. Thấy bà ba với hai chuối rồi luôn. Hai ly ba chục. Đây là một ly xanh, một ly đậu đỏ. Ba ba đủ chưa thầy? Được, bốn ly nữa. Hai chuối một cái lọt, một quả đậu đỏ. Hai chuối một cái lọt là lọt gì? Này đậu đỏ. Này nè. Bánh đúc. Bánh đúc là lộn, xin lỗi. Trời lâu quá thấy không? Trời ơi, nghĩ hoài à. Lấy con ly bà ba ly chuối nữa. Cho con ba ly bà ba. Hai chuối một này. Bảy chuối mà lên. Hai chuối. Năm này có nó bảy chuối á. Không không không. Chưa ba ly của con. Ba ly giờ này 5 ngàn. Gì? Lấy con ba ly chuối. Rồi nè, đây mua. Nè chuối nè. Bán cho chú Quang cái gì nè? Đây là cái này bán đi hả? Cái gì mà lắm quá. Má đâu rồi? Phải không? Cũng không một cái đồ đỏ của ai ta? Đồ đỏ của bé này nè, của bé đen này nè. Thấy không con đồ đỏ hơn. Đây là chè bà ba đó cả nhà. Nhìn ngon ghê không? Cho cái đậu đỏ đi. Thì có mấy cái bánh xếp này nó rất là ngon nè. Dạ dạ. Ba từ giống chủ. Đi xăm với bây giờ thì hai rất đông quá phải bán cho nó chứ. Bé chưa hả? Bé chưa hả? Dạ. Bé này chính bán còn nhanh đó cả nhà.
mới có 8 giờ mấy à? Đó, hết chè của bà ba rồi đó cả nhà. Thì bà ba bán rất là nhanh luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.